Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh chăn nuôi của mình nha. Đây cả nhà, đây là bò ba bê nha cả nhà. Chân cẳng cao nha, chân móng đồ là móng sò nha. Đây là lưng đôi nha cả nhà. Dòng này để giống là rất tốt nha cả nhà.